Cảnh báo của giới khoa học về tương lai trái đất, con người không nên chủ quan. Các nhà khoa học đang cố truyền tải cho con người về các thảm họa vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta. Trong bối cảnh của một thế giới nóng lên mạnh mẽ thời công nghiệp hiện đại, thì con người đối mặt với hai cuộc chiến, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và cuộc chiến kêu gọi con người chống biến đổi khí hậu. Thế giới có gần 8 tỷ người, chỉ số ít trong số đó quan tâm và hành động thực, thực sự vì môi trường trái đất. Không nhiều người chịu để ý rằng nóng lên toàn cầu sản sinh ra các hệ quả có sức ảnh hưởng quy mô toàn cầu, không một quốc gia, không một vùng đất hay cá nhân nào ngoại lệ. Và đổi lại, những người hành động vì trái đất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đâu là tương lai khủng khiếp của trái đất? Và đâu là hiện thực trái đất đang phải hứng chịu từng giờ, từng ngày? Trước hết, đây là hiện thực của trái đất phải đối mặt. Một là sự mất mắt lớn, Nghiên cứu của NASA từ năm 2010 đến năm 2019 là thập kỷ nóng nhất lịch sử từng được ghi nhận. Mặt trái của sự phát triển đang khiến cho các nền tảng của băng từng vĩnh cửu trên trái đất tổn thương một cách đáng kinh ngạc. Đó cũng là cụm từ mà nhóm các nhà khoa học quốc tế sử dụng để miêu tả cho công trình theo dõi băng trên hành tinh. Cụ thể là các nhà khoa học từ các trường đại học Anh, Mỹ đã phân tích các cuộc khảo sát vệ tinh về sông băng, núi và tảng băng từ năm 1994 đến năm 2017 để xác định tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Họ phát hiện ra rằng chỉ trong 23 năm qua, hành tinh trên đất đã vĩnh viễn mất đi 28.000 tỷ tấn băng. Hậu quả có thể thấy rõ là gì? Các sông băng và tảng băng tan chảy có thể khiến cho mực nước biển tăng đột ngột, có thể đạt tới là 1 mét vào cuối thế kỷ này. Sự mất mát nghiêm trọng của băng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, bao gồm sự gián đoạn, lớn đối với sức khỏe sinh học của các vùng nước Bắc Cực và Nam Cực, đồng thời làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời trở lại không gian của trái đất. Chứng kiến thảm cảnh này khiến cho tất cả chúng tôi đều choáng váng. nhóm tác giả nói. Không nghi ngờ gì nữa, băng trái đất đang biến mất một cách đáng báo động và hậu quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, băng tan, không chỉ khiến cho mực nước biển dân, nó còn khiến cho trái đất thêm nóng hơn nữa vì mất đi điều hòa tự nhiên và đó là một vòng tròn luẩn quẩn theo các nhà khoa học thì đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy tất cả băng ở nam cực bắc cực dần biến mất khỏi hành tinh trong khi đó thì tuyết rơi mỗi năm cho các con sông băng không theo kịp nổi tốc độ băng tan có nghĩa là băng ở greenland sẽ tiếp tục mất băng ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu ngừng tăng băng greenland là khối băng lớn thứ hai của thế giới Từng centimet nước biển dâng lên sẽ khiến khoảng 1 triệu người sống ở các vùng trũng hoặc là ven biển buộc phải di dời vĩnh viễn tới các nơi khác. Giáo sư Andy Sheffer, giám đốc trung tâm quan sát và mô hình hóa vùng cực thuộc Đại học Leeds, nước Anh nói trên The Guardian. Các nhà khoa học đã xác nhận rằng những phát hiện này phù hợp với những dự đoán về trường hợp xấu nhất do Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu viết tắt là IPCC của Liên hợp quốc đưa ra. 2 đại dương đang nóng lên. Nước biển dân cao chưa phải là vấn đề lớn nhất của đại dương. Đại dương nóng lên cũng là đại hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lại một lần nữa thì thủ phạm mang tên con người lại được sướng lên. Trong 6 thập kỷ qua thì những thay đổi do con người gây ra về nhiệt độ và độ mặn đã lan rộng đến 80% đại dương trên toàn thế giới. Khó có dữ liệu thực tế về đại dương sâu. Nhưng một ước tính mới dựa trên các phép đo gần đây và gần chục mô hình khí hậu cho thấy biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến khoảng một nửa, từ 20 tới 55% Đại Tây Dương, các lưu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhà khoa học khí hậu Jonah Sylvie từ Đại học Sorbonne ở Pháp đã giải thích, điều này ảnh hưởng đến sự lưu thông của nước đại dương toàn cầu, mưa nước biển chân lên và gây ra mối đe dọa cho các quần thể sinh vật và hệ sinh thái con người, hầu hết thời gian lượng nhiệt và muối từ bề mặt đại dương được vận chuyển tương đối chậm vào sâu bên trong lòng đại dương có nghĩa là nhiều phần sâu nhất đại dương ít bị tác động bởi con người nhất tuy nhiên thì một số khu vực sâu hơn lưu thông nhanh hơn và do đó phản ứng nhanh hơn với lượng khí thải của chúng ta Ví dụ, trong mô hình mới thì Nam Đại Dương đã trải qua những thay đổi do con người gây ra khá nhanh chóng, xuất hiện ngay từ những năm 1980. Trong khi đó thì ở Bắc Bán Cầu, các đại dương mất nhiều thời gian hơn để phản hồi, với hầu hết các thay đổi được tính toán sẽ xuất hiện vào khoảng giữa năm 2010 và năm 2040. Cùng với nhau thì vào năm 2020, mô hình cho thấy khoảng 20 tới 55% đại dương trên thế giới đã bị thay đổi do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Vào giữa thế kỷ này thì những thay đổi này có thể chiếm từ 50 tới 60% các đại dương trên thế giới và vào năm 2080 là từ 55 tới 80%. NASA cho biết thì nhiệt độ trên 26 độ C ở bề mặt đại dương là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành bão. Và việc đại dương nóng lên không chỉ làm xáo trộn môi trường sống của sinh vật biển, mà còn gây ra những trận cuồng phong đáng sợ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Cảnh báo sau cùng National Geographic đã cho biết các nhà khoa học hành tinh từ lâu đã dự đoán rằng khi mặt trời già đi và sáng hơn, bề mặt của trái đất cuối cùng sẽ đóng lên đến mức các đại dương bắt đầu sôi sùng sụt, hơi nước một loạt khí nhà kính mạnh sẽ tràn ồ ạt lên bầu khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính hoành hành mà trong một tỷ năm tới có thể sẽ biến cho thế giới của chúng ta thành một thứ không khác gì. Người hàng xóm của chúng ta chính là sao kim, nữ thần hủy diệt trong hệ mặt trời. Ở đó thì bên dưới bầu khí quyển dày độc hại là toàn bộ lưu huỳnh nhiệt độ bề mặt gần 500 độ C. Nhà khoa học hành tinh Paul Perini thuộc trường đại học North Carolina nước Mỹ cho biết cần phải nói thêm rằng hàng tỷ năm trước thì hành tinh láng giềng của chúng ta tức là sao kim có thể có khí hậu và đại dương dễ chịu hơn rất nhiều trước khi trở thành hành tinh khắc nghiệt nhất thái dương hệ sao kim có thể đã không bị hủy hoại bởi mặt trời Nghiên cứu mô hình gần đây cho thấy rằng thủ phạm có thể làm một loạt các trận siêu núi lửa phát nổ và việc giải phóng CO2 lưu hình ồ ạt đã khiến cho sao kim trở nên độc hại, chết chóc đến như vậy. Nhưng cả hai kịch bản, cái chết do nhiệt của hành tinh do mặt trời hoặc là do núi lửa là cách mà các nhà khoa học đang cố truyền tải cho con người về các thảm họa vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta biến khí hậu tương lai của trái đất rơi vào một nơi không thể tưởng tượng được. Liệu sao kim có chính xác là nóng 475 độ C hay không? Tôi không biết. Paul Bina đã nói. Nhưng nếu trái đất xảy ra một quá trình chuyển đổi giống như sao kim, nó sẽ thật sự rất, rất nóng. Ngay cả khi hành tinh xanh của chúng ta có thể thoát khỏi số phận giống sao kim, thì trái đất cũng không tránh khỏi việc bị thổi bay trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Vào thời điểm đó thì mặt trời sẽ nở ra thành một ngôi sao khổng lồ màu đỏ, bao phủ trái đất trong một ngọn lửa nóng hàng nghìn độ C. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Trend. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.